Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chào buổi sáng của Tam Đa Media. Những thông tin cập nhật ngày hôm nay sẽ khởi đầu ngày mới đầy năng lượng cho quý vị. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng nay. Chim đuôi đỏ hay còn được gọi là Komeni Trạch đã trở thành loài chim của năm. Đây là loài chim chuyên sống trên núi, nhưng hiện nay chúng đã trở thành loài chim quen thuộc với con người bởi chúng coi những tòa nhà cao tầng là những ngọn núi và không ngần ngại làm tổ ở đó. Loài chim này sẽ bay đi trú rét và sẽ quay về Séc vào tháng 3 hàng năm. Khác với những loài chim khác, số lượng chim đuôi đỏ đang tăng lên và hiện chúng cũng được bắt gặp tại Séc cả vào mùa đông. Trong mùa Giáng sinh, tiểu cảnh Bethlehem đã quá quen thuộc đối với người dân và hầu như tại thành phố nào cũng sẽ có nó. Tuy nhiên, thành phố Chisinau năm nay đã chơi lớn và trưng bày tổng cộng đến 70 tiểu cảnh. Mỗi cửa hàng tại mỗi con đường du khách đều có thể nhìn thấy tiểu cảnh và chúng được làm từ đủ loại nguyên liệu, từ giấy, các que kem hay rơm. Nhờ vào số lượng lớn các tiểu cảnh mà thành phố Chisinau vừa được ghi vào danh sách kỷ lục của Séc. Cộng hòa Séc lại vừa có một mục được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đó là nghề sản xuất thủy tinh thủ công. Ngoài Séc ra còn có 5 quốc gia châu Âu khác nằm trong danh sách được đề cử và trong cuộc họp tại Botswana, Séc đã được Ủy ban Liên Chính phủ của UNESCO công nhận. Tổng số mục được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Séc hiện đang là 9. Vào năm 2005, điệu múa Verbund được nhận danh hiệu này đầu tiên và lần cuối cùng môn thể thao chèo thuyền bè nhận được danh hiệu này. Nghị viện châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu vừa thông qua các quy định mới nhằm ngăn xu hướng thời trang nhanh và giảm rác thải, trong đó có lệnh cấm tiêu hủy quần áo tồn kho. Lệnh cấm được miễn áp dụng đối với các doanh nghiệp vừa trong 6 năm và miễn hoàn toàn đối với các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp sẽ có 2 năm để thích nghi sau khi luật chính thức có hiệu lực. Luật mới cũng sẽ đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng chủ chốt nhằm tăng tính bền vững của sản phẩm, trong đó ưu tiên với những sản phẩm có tác động lớn đến môi trường như quần áo, đồ nội thất, nệm cũng như hàng điện tử. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã thông báo triển khai chương trình thí điểm sạc pin xe đạp điện trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ cháy xe đạp điện tại nhà dân. Chương trình thí điểm sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới và sẽ áp dụng cho các đối tượng nhân viên giao hàng sử dụng xe đạp điện. Mục đích là để di chuyển địa điểm sạc pin ra nơi công cộng mà vẫn đảm bảo an toàn. Sáng kiến này là một phần trong kế hoạch sạc an toàn, đi xe an toàn của chính quyền nhằm bảo vệ người dân New York khỏi hỏa hoạn do pin lithium-ion gây ra. Theo văn phòng thị trưởng thành phố New York, khoảng 100 vụ hỏa hoạn do loại pin này đã khiến 18 người chết và 133 người bị thương tính đến năm 2023. Hạ viện Pháp đã ủng hộ đề xuất cấm thuốc lá điện tử dùng một lần, bị coi là những sản phẩm dẫn lối cho giới trẻ nghiện thuốc lá và hủy hoại môi trường. Việc ban hành luật cấm thuốc lá điện tử dùng một lần là một phần trong chiến dịch chống hút thuốc lá của chính phủ Pháp. Dự luật sẽ được đưa lên Thượng viện Pháp bỏ phiếu và Ủy ban châu Âu EC xem xét. Nếu Thượng viện Pháp thông qua và được EC chấp thuận, luật mới sẽ được thực thi tại Pháp từ tháng 9 năm 2024. Bộ Y tế Indonesia đã kêu gọi người dân đeo khẩu trang sau khi phát hiện các trường hợp viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae ở thủ đô Jakarta. Ngoài ra, người dân cũng được khuyến cáo tránh tiếp xúc với người bị bệnh, ở nhà hoặc tự cách ly nếu bị bệnh, khám chữa bệnh theo nhu cầu, đảm bảo thông thoáng, thực hiện lối sống sạch sẽ và lành mạnh và đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu gặp các triệu chứng viêm phổi như ho, khó thở và sốt. Giới chức y tế Indonesia cho biết đã nhận được báo cáo về các ca mắc viêm phổi từ các cơ sở y tế và hiện đang tiến hành tìm hiểu. Bộ Y tế Indonesia cũng công bố 8 khuyến nghị của WHO tới người dân, trong đó có tiêm vaccine phòng cúm, COVID-19 và các mầm bệnh đường hô hấp khác. Kỳ Thế vận hội Olympic năm 2024 tổ chức tại Paris đang tới gần. Nước chủ nhà Pháp đang tăng cường thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trước những bất ổn gần đây trên thế giới. Đội cảnh sát giả phá bom mìn Paris đang làm việc cùng với các đơn vị tổ chức để xác định các phương pháp phản ứng phù hợp trước các mối đe dọa từ bom mìn trong thời gian diễn ra Thế vận hội năm sau. Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp cho biết không có kế hoạch hay ý định thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức, khẳng định sẽ nỗ lực đảm bảo an ninh cho Thế vận hội diễn ra thành công. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.